5 triệu chứng khi ngủ cảnh báo lượng đường trong máu cao. Tiểu đường hay đái tháo đường là bệnh rối loạn chuyển hóa, đặc trưng với biểu hiện lượng đường trong máu luôn cao hơn bình thường do cơ thể thiếu hụt insulin hoặc đề kháng với insulin hoặc cả hai, dẫn đến rối loạn quan trọng về chuyển hóa đường, đạm, mỡ và chất khoáng. Các triệu chứng của tăng đường huyết có thể phát triển theo thời gian, bao gồm đi tiểu nhiều, khát nước, mờ mắt, nhức đầu, mệt mỏi. Đặc biệt, bác sĩ cảnh báo lượng đường trong máu cao có thể biểu hiện rõ rệt trong giấc ngủ của mình. Đầu tiên là thường xuyên tiểu đêm. Lượng đường trong máu cao gây lợi tiểu do áp lực thẩm thấu nên bệnh nhân thường có tình trạng đa niệu. Một số người có lượng đường trong máu đặc biệt cao vào ban đêm nên họ thường xuyên đi tiểu vào khoảng thời gian này. Người bình thường nhìn chung không đi tiểu quá 2 lần vào ban đêm. Tuy nhiên, nếu đi tiểu nhiều hơn 3 lần vào ban đêm thì bạn nên cẩn trọng, bởi đây rất có thể là biểu hiện của căn bệnh tiểu đường. Tiểu đêm thường xuyên cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến chất lượng giấc ngủ, khiến bạn thiếu ngủ, thậm chí là mất ngủ. Thứ hai là luôn thấy khô miệng bất thường khi ngủ. Một trong những triệu chứng phổ biến nhất ở bệnh tiểu đường là khô miệng, nhất là về ban đêm. Họ thường bị tỉnh giấc vì cảm thấy khát nước. Tình trạng này do lượng insulin trong cơ thể tiết ra không đủ, khiến nồng độ đường trong máu và nước tiểu tăng cao, chức năng cô đặc của ống thận bị suy giảm. Khi nồng độ đường huyết tăng dẫn đến áp suất thẩm thấu của máu thay đổi, tế bào bị mất nước, từ đó rơi vào trạng thái thiếu nước. Ngoài ra, hàm lượng đường trong nước tiểu tăng và ở trạng thái ưu trương cũng có thể khiến nước thoát ra khỏi cơ thể, từ đó gây hôi miệng. Để giảm chứng khô miệng, người bệnh thường cần uống nhiều nước, từ đó càng làm tăng số lần tiểu đêm, dẫn đến một vòng luẩn quẩn. Thứ ba là người bệnh dễ đổ mồ hôi khi đi ngủ. Đối với bệnh nhân tiểu đường, lượng đường trong máu cao dẫn đến rối loạn chức năng thần kinh tự chủ. Cơ thể của chúng ta có hai dây thần kinh tự chủ gồm dây thần kinh giao cảm và dây thần kinh phó giao cảm. Nếu chức năng thần kinh phó giao cảm bị rối loạn sẽ dẫn đến đổ mồ hôi nhiều vào lúc đêm. Thứ tư là cảm thấy ngứa da khi đi ngủ. Nguyên nhân gây ngứa da do lượng đường trong máu cao dẫn đến khả năng miễn dịch giảm. Da dễ bị các loại vi sinh vật tấn công hơn, lượng đường trong máu cao có thể gây khô da bất thường và ngứa da. Đường huyết cao cũng có thể gây kích ứng da, rối loạn vi tuần hoàn và tổn thương thần kinh ngoại biên cũng có thể gây nên tình trạng này. Và cuối cùng là dậy sớm. Người có lượng đường trong máu cao thường không thể sử dụng glucose một cách hiệu quả. Người bệnh dễ cảm thấy mệt mỏi khi ngủ đêm dài nên thường bị thức dậy sớm. Ngoài ra, lượng đường trong máu cao cũng khiến người bệnh bị khô miệng, đa niệu, dễ gầy sớm hơn.